Chào mừng bạn đến với chuyên mục tin ngắn của PNQ Solution, nơi chúng tôi tổng hợp những tin tức quan trọng về ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là chuyên mục được biên tập bởi đội ngũ PNQ Solution. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến quan trọng trong tuần vừa qua. Xây dựng ngành gỗ phát triển bền vững. Năm 2024, ngành gỗ sẽ vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đáp ứng các quy định chặt chẽ của thị trường nhập khẩu. Chẳng hạn như châu Âu quy định các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc gỗ không gây mất rừng, suy thoái rừng và giảm phát thải carbon. Các dự báo cho thấy, năm sau tăng trưởng ngành gỗ dự kiến chậm lại khoảng 10-12% so với những quý cuối năm nay. Vì vậy, tạo dựng hình ảnh ngành gỗ phát triển bền vững là giải pháp trọng tâm vừa được các bên đưa ra. Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, sẽ tư vấn cho 6 doanh nghiệp đầu ngành của ngành gỗ về giảm phát thải, từ đó sẽ lan tỏa ra toàn ngành. Về mặt truyền thông, sẽ đẩy mạnh quỹ về Việt Nam xanh của ngành gỗ, để bảo đảm cho vấn đề truyền thông của ngành gỗ, không sử dụng và kinh doanh bất hợp pháp. Người mua xe điện có thể mua với giá hơi trong năm 2024. Tesla, hãng duy nhất có lãi từ việc sản xuất EV, đã hạ giá bán một số dòng xe và giảm hơn 20% chỉ riêng trong năm ngoái. Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra với EV đã qua sử dụng. Theo nghiên cứu gần đây của IZK, giá bán trung bình một chiếc xe loại này giảm 33,7% trong tháng 10 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo của công ty kinh doanh xe Cox Automotive, xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục trong năm 2024, khi càng nhiều ưu đãi, giá càng giảm. Thủ tướng yêu cầu tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1437 CDTTG ngày 30 tháng 12 năm 2023 về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 đã có nhiều văn bản chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã nỗ lực, cố gắng trong quản lý, điều hành đối với mặt hàng xăng dầu, cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Chương trình phát triển và khai phóng năng lực cho 1.000 CEO hiện trường. Một tổ trưởng sản xuất quản lý 10 đến 20 người với năng lực tạo sản lượng trị giá 6 tỷ 15 tỷ đồng Việt Nam một năm. Một trưởng ca sản xuất quản lý 40 đến 80 người với năng lực tạo sản lượng trị giá 24 tỷ 60 tỷ đồng Việt Nam một năm. Một trưởng phòng sản xuất quản lý 160 đến 320 người với năng lực tạo sản lượng giá trị 96 tỷ 240 tỷ đồng Việt Nam một năm. Số lượng nhân sự và giá trị sản lượng mà một tổ trưởng sản xuất quản lý lớn hơn quy mô quản lý của 80% CEO đang hàng ngày chinh chiến trong các chuỗi cung ứng. PNQ Solution đã trở lại với chuỗi đào tạo điều hành hiện trường sản xuất toàn diện, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển và khai phóng năng lực cho 1.000 CEO hiện trường của các doanh nghiệp sản xuất đến năm 2030. Chương trình tập trung vào phát triển 4 nhóm năng lực chính của các CEO hiện trường thế kỷ 21, thiết kế hiện trường hiệu suất cao, điều hành hiện trường hiệu quả, dẫn dắt thích nghi và cải tiến liên tục, phát triển con người và củng cố văn hóa sản xuất. Chương trình sẽ khai giảng vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, hứa hẹn sẽ trở lại ngoạn mục, bùng nổ và mang đến nhiều tư duy cải tiến hơn cho đội ngũ sản xuất. Cùng PNQ Solution tiếp tục theo dõi những diễn biến quan trọng của ngành sản xuất. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và các dịch vụ hỗ trợ cho hành trình cải tiến của bạn.